Xin chào mọi người, hôm nay Anton Music rất hân hạnh được đến với Thánh đường Giáo xứ Đức Long thuộc giáo phận Xuân Lộc để giao mẫu đàn Yamaha LS02C. Trước khi đến giáo xứ thì chúng mình đã vệ sinh, test đàn, cài đặt âm sắc và đóng gói thật kỹ trước khi vận chuyển. Sau một quãng đường xa thì chúng mình cũng đến với giáo xứ rồi nè. Theo chúng mình tìm hiểu thì giáo xứ Đức Long tách ra từ giáo xứ Giấc Mơ vào năm 1960. Năm 1967 trở thành giáo xứ và cha xứ tiên khởi lúc đó là cha Giuse Phạm Thanh Trúc. Nhà thờ hiện nay được xây dựng khoảng năm 1990, khi đó cha chính xứ là Joachim Vũ Hữu Thể năm 1991, và giáo xứ Đức Long đã có những bước phát triển rất đậm nét về nhiều lĩnh vực. Khi vừa đến giáo xứ, chúng mình rất xúc động khi thấy bà con giáo dân đã đứng đợi và giúp chúng mình chuyển cây đàn vào trong nhà thờ. Việc vận chuyển cũng rất đặc biệt vì cây đàn khá nặng và vị trí ca đoàn nằm trên lầu nên mọi người đã hợp sức chuyển cây đàn bằng dây thừng. Lúc đó, chúng mình cũng rất lo lắng, sợ dây đứt, nhưng tạ ơn Chúa, anh em đã đem được cây đàn lên an toàn cho anh chị em ca đoàn. Sau khi đặt đàn vào vị trí, thầy Lê Anh đã test đàn. Mời mọi người cùng lắng nghe nhé. Anton Music xin chân thành cảm ơn quý cha và bà con giáo dân giáo xứ Đức Long đã tin tưởng chọn đàn tại Anton Music. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy ơn lành của Chúa. Với sự chăm sóc tỉ mỉ và dịch vụ chuyên nghiệp, Anton Music cam kết trong việc cung cấp những sản phẩm đàn chất lượng cao và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Bạn nào cần tư vấn chọn đàn hãy nhanh tay inbox shop hoặc alo số điện thoại 0943633281 ngay nhé.